Hello mọi người, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Kenny. Sáng nay dậy chụp hình nè, bỏ sớm mọi người ạ, cho khách. Thế là sẵn tiện quay luôn cái máy bé thỏ. Và đây là những bé thỏ mini red Barbie đầu tiên của trại Phương nha mọi người. Đó là mẹ của nó đó mọi người. Còn bố của nó là màu đen. Đây mọi người ạ, cặp đôi hoàn cảnh đây. Mẹ màu nâu, bố màu đen nha, đen mun luôn nha mọi người. Không có một chút trắng hay là chút gì pha lẫn vô được hết nha. Mẹ màu nâu thì nâu luôn vậy đó. Thế mà ra ba đứa con không có giống cha màu trắng giống mẹ luôn. Để Phương bỏ bố mẹ nó vô trong chuồng rồi à, Phương ra Phương quay cho mọi người xem ha. Chứ để hai tụi nó đây tụi nó nhoi quá, quay không có được nha mọi người. Rồi hai anh chị đã bị nhốt lại rồi nha. Và đây là ba bé con, ba bé Barbie nha mọi người. Rất là dễ thương. Chỉ hơn 10 ngày tuổi thôi mà bé nào bé ấy nhìn ú nụ cưng đã ghê luôn, bộ lông mướt cực kỳ mướt luôn nha. Thỏ này là Việt Nam mình thường gọi là thỏ lông nhung á mọi người. Thỏ mini red, thỏ lông nhung á. Có bộ lông rất là mướt nha. Sờ vào ấy muốn nổi da gà luôn mọi người ạ. Bé ngoài bìa cùng là bé Choco, còn hai bé còn lại hai bé nó không biết bên thỏ là nó là gọi là màu gì thì mình không biết. Bạn nào biết thì comment giúp mình nha. Để Phương bỏ vô cái nền trắng đi cho nó dễ nhìn hơn. Đấy, bỏ vào nền trắng là thấy sáng hẳn liền ha. Rất là sáng luôn nha mọi người. Mọi người thấy video hay thì cho Phương xin một lượt follow, một follow kênh, một lượt chia sẻ, một lượt like nha mọi người. Nếu bạn nào thích các cái máy á, thì cứ inbox riêng cho Phương nha. Mấy em mới có 10 ngày thôi nhưng mà rất là cưng nha. Dễ thương, cực kỳ dễ thương luôn nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Phương. Bye bye, xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye cô chú nha.